Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mình nói gì cha hiểu đúng rồi. Mình nói như nào thì nó có tài sản rồi. Thank you.
Thank you.
Cái điện thoại à? Không chị Nhất. Bà không biết bà tới nhà.
Thank you.
Thank you.
Dạ anh về vậy đó. Lên bắt cả chính anh. Cái con gà được đuổi à? Nó nhỏ con như thế. Con nhỏ rồi. Con lớn sáng á. Con chưa thấy. Ôi dồi ôi dồi ôi luôn bất tận vậy. Nhưng mà cái này thì mai chị uống nước mía không? Mai em uống nước mía cho chồng. Quá, đem dĩa đi. Cái đó chị uống á, không có chị đâu. Cái chị cái hồi chị uống nước mía, mà chị uống nước mía chị sẽ bật lại chị uống nước mía. Nói gọi ngồi cái nuôi. Giờ đó hết rồi, bị sự chết rồi đó, giờ đó không có lại đó. Ờ, chết rồi. Rồi cái như vậy làm nhiều việc ở nhà bán đứa, nhà biết trà sữa rồi mở chỗ bán. Trứng ăn rồi, mua trứng đấy đấy. Không phải đâu. Rồi, chỗ đó ở đấy, cưới mà mình ăn rồi mà trong bán trứng à. Còn đa là trứng với anh nhỏ đi vườn. Ủa, cô đó hả? Đúng cô đấy. Bánh mía chỗ nhà tôi nườn nằm lá cạnh á. Chỗ đấy nè. Ờ đây 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 đây. Em vừa giải đấy. Ôi à, hôm nay tối nghỉ nè. Trước anh đi về hay có đến mua nước mía đó. Bán trứng rồi bán nước mía rồi bán cả nướng xiên nha. Chồng đánh bài hết tiền à? Chồng đánh euro hết tiền. Vợ vậy không? Rồi, muốn về đẻ thử. Ai đòi tư dòng ở đó mà không là tư nhân sắc hay là tư nhân sắc trai gì cả. Tất cả vợ. Người vợ là như thế chứ. Người vợ giống như em đi. Ý chứ. Làm gì phải cứ cực liệt vậy. Vừa máy vô cái không dừng. Ông ăn thua.
Trời đất dày thế. Trong máy tính đi rồi tính sẽ đỗ không á? Kìa. Anh em phải dùng máy tính. Thì tính đỏ luôn mà, biết cái tính mà. Kinh. Tự nhiên trời bày 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 địa chứ sao mẹ vậy này. Chỉ cái chữ ảnh hưởng sẽ